Và tối hôm nay chúng ta được gặp lại Giang Hùng với khách mời đặc biệt đầu tiên, với một đôi ca sĩ thật là dễ thương. Xin được chào đón tất cả các bác anh chị mình với tiếng hát. Rồi bên trên kia là có người đẹp trung ha, là phục vụ dễ cho chị mình luôn ha. Anh chị mới tới chưa có dây đóng nhận được chưa? Ăn mua nước uống hoặc là mua mấy lô tô thì nó thối thì mặc tới chị mình, đừng mang về nhà để mang đến đây không có hiệu lực của chị mình nha. Đúng rồi quý vị. Và bây giờ con theo đi được anh em. Bye.
khi về nhà mà Bồng ơi. Ơi quên cho em à. Hả? Bồng quá hả? Bồng quá. Quăng gì? Chị đã quăng gì? Quăng cái gì ra số 4 ta? Quăng gì số 4? Quăng củ bi bồng. Nhăn nước miếng quá, không có hát nữa. 24 con số 42 được di chuyển khoai. Trời ơi.